Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả Shonen Action. Thì ở phần trước chúng ta đã đánh xong Sanji và Sanji đã gia nhập cái băng hải tặc mũ rồng của chúng ta và đã cảm ơn tất cả mọi người trong cái nhà hàng trên biển xanh Barathi. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, đó là công viên Along với sự xuất hiện của người cá Along. Và chắc là lần này là Nami sẽ gia nhập băng hải tặc của chúng ta luôn. Ok, let's go. Okay, next. Ở đây là mình đánh có thể đánh Zoro không? Có thể đánh Zoro không nhỉ? Đây Lốc Thao với Sabaody. Đậu phụ. Đây Luffy đây. Luffy là phải có thằng này với cả Lucy thì mới có gear third, gear second với cả third gear. Đậu phụ. Ok, complete skin slot. Cái gì đấy? Special attack à? Ok. Tăng cái defense của Luffy lên. Rồi. Ok. Full Story. Full hết rồi, đúng rồi, full hết rồi. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp Luffy lên level 9. Đấy, level 9 rồi. Ok. Tiến lên nào. Set sail. Tiến lên. Dùng Luffy của chúng ta thì chúng ta có thể dọn quái nhanh hơn. Mà bọn kia quái lâu vãi. Rồi. Luffy cứu Nami, I love you. Quả này là của thằng Sanji rồi. À Long Park. Luffy đã Sanji đã gia nhập cái băng hải tặc của Luffy và chúng ta đang đi tìm Nami. Ok, và cái gì đây? Nami đã cướp cái tàu Gold Mary và đi đến cái quê của cô ta, đó là Coco, làng Coco. Along, một thủ lĩnh của băng hải tặc mặt trời à, đã cướp tất cả của làng. Belmail là ai? Tôi không nhớ Belmail là ai nữa. Đã gì à? Mất mẹ nuôi từ khi còn rất nhỏ. Nami đã căm thù Along và để nghĩa là Nami sẽ tin vào Along, là Along hứa là nếu mà đưa cho Along 100 triệu berry thì sẽ cho cả làng được tự do và sẽ không đụng bất cứ thứ gì vào làng. Nghĩa là Nami đã tích đủ 100 triệu belly rồi. 100 triệu belly. Ok, 100 triệu belly rồi. Và bây giờ sẽ đưa cho con Along à. Nhưng mà Along chắc là lật lọng ấy. Đậu phụ. Một chút nữa thôi, Bell Mail. Một chút nữa thôi và tôi sẽ lấy lại tất cả. Làng Coco và ước mơ của chúng ta. Nhưng mà bây giờ tôi mới chỉ có 7 triệu berry mà thôi. 7M như là đậu phụ. 7M là gì? Belly shot of the 100 million. Nghĩa là 700 nghìn à? Đậu phụ cam à? Chỉ có một chút nữa thôi, tôi sẽ lấy tất cả. Tôi sẽ được tự do bởi con Along. Ui, cái vai, anh em có nhìn thấy cái vai trái của nó có cái biểu tượng của Along không? Cái biểu tượng của con người cá kìa, Along kìa. Rồi, Along bác. Along. Ồ, chuyện gì vậy? Bọn chó hải quân đã lấy hết tiền của ta rồi. Tại sao lại thế? Tôi có biết tại sao ta rất vất vả để ui mẹ, cái vai trái của nó mẹ bị xăm cái biểu tượng của Along kìa. Đừng có ngu ngốc như vậy, người đã đưa tiền cho con hải quân.
Người dám phá lời ta sao? Chó lo ngại mẹ. Rồi Luffy, cậu đang làm gì vậy? Đây không phải là chuyện của cậu. Đúng rồi, đây không phải là chuyện của tôi. Tôi bảo cậu đi đi, tôi không muốn gia nhập đâu. Cậu đã làm được. Luffy, cứu giúp tôi. Tất nhiên rồi. Vãi cả cứt. Mặt thằng Luffy vừa vãi cả cứt. Nó đã đặt cái mũ rơm của nó xuống là cái mũ rơm nó rất là quý nên nó đưa cho Nami cầm rồi. Rồi, let's go. Sang gì? Zoro. Yeah. Tuyển được 3 thằng này, tuyển Luffy toàn tuyển độ chất ủ. Vãi cả cứt. Đây nó mày. Along, đi chết Along. Lên. Đây tao start thôi. Xoắn gì? Ủ lên đấy mà ủ. Đến mẹ. Nhơn. Cậu phụ mày. Được. Nè quá nhờ. Cô chị gọi bố láo á. Mày giúp mày cắt tình hình. Tôi đấm không? Cái gì? Cái gì cơ? Go! Rồi, gắn đi ngăn trò nhanh. Sử dụng rồi. Sắc lửa. Bistone này. Storm ở đâu nhỉ? Anh em biết dùng Storm không? Đấy rồi, this man captain. Đừng lại con chó. Mày nhơn. Gomu rifle. Đưa người, lên đấy mẹ. Tiếp tục với mẹ. Đi láo ngay, chết ngay. Ui, xin tin à? Tiền mãn tin à, đậu phụ mày. Đi thôi em ơi. Mẹ. Yabu Jambu kìa. Ô lão à. Ô cái gì đấy? Fit man waterway. Chết rồi. Chúng có mở cổng giáo gì. Bố ra đây. Nhân. Cái gì cơ? Bạn hiền râm râm. Gumugu rip. Có đi qua ở đây không? Đi qua được rồi. Ê cái gì? Sức mạnh đó. Cảm thấy rất có lỗi với Nami. Nhưng mà tôi thật sự muốn giúp cô ấy ra ngoài. Ôi cháu Usopp chạy mẹ rồi. Tôi không thể chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình. Usopp, người đàn ông Usopp sẽ không bao giờ chạy trốn. Hãy nhìn tôi đây, tôi sẽ chiến đấu. Không nói dối đâu, nhưng mà tôi sẽ trở thành một người đàn ông mạnh nhất của biển. Tôi sẽ trở thành một hải tặc tốt. Gì đấy? Chó nào? Tại sao? Đi đâu đây? Chết đi đâu đấy? Đi nào mà có lợi? Đi vào đây không? Đi vào đây.
Đi được vào đây này. Được rồi. Rồi sao anh em? Có bọn này à? Rồi tao không bọn Death Commando. À, đánh hết bọn này mệt vãi. Rồi đi đâu đây? Đi theo Usopp thôi. Đi lên em ơi. Đậu phụ. Đậu chiên, đậu vàng. Ôi có nhiều nước đấy. Nhiều cái thác nước đấy nhỉ. Rồi, Usopp đang đứng đây rồi. Ui vãi chút bố tạ. Nhân. Đừng áo á, có lợi, có lợi. Ôi, gom gom nó ấy này. Rồi. Đã tắt được cái thác ấy rồi. Đến lên nào. Chưa, tôi đã làm được rồi. Hẹn gặp cậu ở chỗ đéo nào ấy. Rồi tắt cái thác rồi, bố phải đến đây. À, con lợn này. Gom 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 nó. Ngu người. Thơm thơm. Quá nhỉ. Được. Ui, bách cứt. Gung gung bèo. Bố láo à, thấy con lợn này. Bây giờ thấy con nào nữa. Đâu fuck. Đâu tăng crap chứ mà. Đi đi xong đi ơi, anh đi ăn tiền. Đi vâng. Có, mới có, tôi đi sắp tour rồi. Đi thôi. Cái gì nữa đây? Nami, ngươi đang làm gì ở đây? Tôi sẽ đến để giết ngươi. Giết ta. Có bao nhiêu lần ngươi đã thử rồi. Và không có bao nhiêu lần ngươi thất bại rồi. Bây giờ ta sẽ giết người cuối cùng ở đây. Nami, ngươi có muốn ra nhà băng hải tặc của ta không? Nhưng mà tôi đã nói với Luffy là tôi đã làm băng hải tặc, tôi đã gia nhập băng hải tặc của Luffy rồi. Nhưng mà nếu mà tôi nói tôi ở băng hải tặc của ngươi thì ngươi có cứu họ không? Xin lỗi mọi người, tôi sẽ đi chết cùng hắn đây. What the hell, tao đang đi cứu mày mà. Đậu phụ. Đánh nhanh em ơi. Tụi bay. Nó mù gó mù nô. Bố láo này. Trơn. Cái gì cơ? Trơn. Bố láo à? Đây là. Cái này có mỗi pistol nữa, không có phòng, cô chưa phòng người lên nhỉ anh em nhỉ? Cô chưa phòng người lên không? Phòng người lên là hay hơn. Rồi mà chết cụ đi. Rahu. Cụ đâm xuống lục. Bắt tay nào. Làm gì? Đéo chỗ này là hợp lý rồi anh em ạ. Đợi, chúng mày, gung đô. Có nhầm. Ô người. Đó biết rồi. Nhiều tiền quá. Ở đứng đây đông thế này thì. Trơn. À nó nhảy từ trên kia xuống à. Nó nhảy từ trên kia xuống. Ô, ô thế, thằng này có đông nào? Sợ mùa.
vụ nó đến kia gây ra hiệu. Quay lại em này. Xong rồi thành vuốt hầu mình rồi. Đi em ơi. Thằng này náo loạn luôn. Ui đông thế. Rồi con thuyền. Thuyền ai đây? Ủa nó bắn kìa. Các cháu lĩnh hộ đây, lĩnh hộ. Cùng cùng Riffle. Rahim. Cái phụ nói chung là không biết thế nào. Đánh thôi. Chết cha rồi. Rồi em ơi. Rồi sao chạy qua đây? Ở nhà game mày. Ma thật, bây giờ tôi lại phải chạy về nhà để giúp bọn kia. Nhà luôn, chạy ở đứng trong cống rồi vẫn bị bắn. Về nhà giúp nó em mày. Đây rồi, mà đi commando. Còn hải quân á, hải quân này. Mấy là của họ. Giúp hộ kia. Captain Canon Crew Captain đậu phộng mày. Được rồi. Được. Đâu nó đâu ấy. 1000 kill rồi. Mình bị lít sao kìa. Dân làng sao đấy. Bỏ hết công việc mình về cứu làng. Không biết làm được ai đâu. Đi cho bồ kìa. Đây làm gì có ai đâu. Quân rồi. Cứu nạn đấy. Quân rồi. Cứu mày. Ok. Đánh mãi bỏ tay mấy phút. Chưa hết bọn hải quân. Tìm được cả cắt. Bao đấy cắt gần nệ. Đậu phụ. Ôi đi thẳng ở đây được rồi. Đi đánh chỗ chấm đỏ như này. Ô Nami này. Rồi. Ô đến đây. Base Commando. Một cái nạn. Ngu người. Giọng phụ mày. Đây là sao quá. Rồi, cái đi vào giờ. Ma thật. Rồi, buồn đến đây các con. Đứng lên làm gì đấy? Trời, đứng lên làm gì? Ok, tiếp tục, cái base Commando thứ hai. Gomu Thiên này, đậu phụ một skin thôi. Tiếp tục, thằng nào đây? Fishman Captain. Đậu phụ này. Ủa, nó chết rồi. Gặp skin của Gomu đi rồi. Nga đông vãi cứt. Chúng nó lấy chất lượng bù số lượng. Số lượng bù chất lượng. Đậu phụ đông quá. Đi lại con này nữa. Đậu chó này. Cút ra cho quân ta vào. Đúng mạng này. Đông vãi cứt. Đậu phụ rồi chết rồi. Đi thôi chạy chúng nó mày. Cái chúng nó về. Đi thẳng. Đấy, đi ra chỗ này là ăn rồi. Bọn bà đếp cắt tuần ui. Ui đông thế. Yeah, let's go. Zoro, sáng gì?
Có Mudo, Mudo. Yeah, cú chặt thì bỏ. Thứ thế tam kiếm. Nhân. Chẳng đi người hết. 69 đồng nữa. Tiếp tục à. Đúng rồi. Nam Miền sao đây? Từ từ bình tĩnh em ơi. Bình tĩnh em ơi. Mày Nhân, cũng mày Nhân. Bày hết cho tao. Đi ra đây. Ok. Hay quá, bài ca sư tử. Tốt. Đi ra ngồi bài ca sư tử thế em nè. Bài ca sư tử chết hết. Đúng rồi. Mình cứ đấm bọn già thằng Zoro ra bài ca sư tử luôn. Cứt vãi cứt. Tốt này em nè. Rồi bài ca sư tử. Ok xong rồi. Đi thôi. Đi đâu đây? Để đi sao? Không để với chặn lại đường hướng nước mà. Đã mở đâu? Đường hướng nước tôi đã mở đâu? Đi thôi mày. Cái này chưa mở mà. Thuyền gì cả? Đây chúng ta đây à? Đợi cái nạn ăn. Đậu phụ. Nhân. Fish Captain. Fish Captain. Fishman Captain này. Chơi chúng ta. Rồi bắt trượt rồi. Bắt trượt một thằng rồi. Bắt con Fishman các bạn. Chết rồi. Nè bài ca sư tử đi em. Rồi, ô hệ tiết lệ. Đã đến rồi, sẽ thắng rồi. Mày phách cứt. Cái này cực kỳ mệt anh em ạ. Em ơi. Mày lấy không gây giải trí được. Đâu phá đâu. Chết rồi, chết rồi. Thằng kia đang ở kia, chết rồi. Có hình như con Nami đang ở đấy. Đấy em ơi. Tiếp nào. Được rồi, flying to flee rồi. Nhanh. Tôi mở công viên giải trí Along thì bây giờ đập được bọn Along. Đây rồi. Chúng ta xuống nặng đi. Má chúng nó đất công viên sao đánh được. Nó cố lấp ngoài sao đánh được anh em. Mở chưa. Có Usopp phá rồi. Không có nhờ. Trời ơi láo rồi. Đứng trong Bisco. Bisco. Láo này. Có cái main cắt tình. Nó đi rồi. Bây giờ tiếp tục ra cỏ thôi. Ok, quay lại nào. Tiếp tục nào, tiến lên nào. Nami chạy ra rồi, tiến lên. Úi dồi ôi. Để cắt rồi. Không phải để cắt tình đâu. Mình vừa thấy rồi. Đi thôi.
Nami đi trước rồi kìa. Nó còn Nami đi nhanh lắm. Ô, nó cướp mũ dầu mình kìa, nó vẫn cầm mũ dầu mình. Nó đi trước rồi em ơi. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Ôi, rô rô, mình chém nhau đây. Quá nhỉ. Chúng nặng rồi, biết Scamando. Chủ lão rồi. Sao? Tao mở được cổng công viên Along. Đậu phụ, tao mở được. Tao vừa được quyết Along nhưng mà đâu mở đâu. Mở cái chip. Mày làm gì vậy? Mở gì em ơi? Mình chả biết mở cái gì. Cái nước này còn chưa mở ra này. Một cái hồ nước kia chưa mở ra làm sao mà mẹ vào được. Nhìn vấn đề này. Bây giờ phải đi đâu? Lạc trôi có mẹ rồi. Đây là mình đây rồi. Đây đang đứng đây đây, đang đứng cạnh Zoro đây. Đang sao phải này. À đây 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 đây. Đậu phụ. Rồi đi cho một suýt. Tiếp theo cái suýt thứ hai. Đậu phụ đây rồi, mở cái tổng kia rồi. Vào thôi. Đậu phụ chúng mày. Nếu ta đợi giây phút này lâu lắm được không? À nhanh lên. Mày. Mình tốc luôn rồi. Tiếp phát nữa nào. Vẫn bố láo à. Thói quen như ngày nào. Vẫn đứng chiều trực. Bố láo với cháu. Bố láo với cháu. Thế sao mà 30 xét đam tăng. Như ngày nào 30 xét đam tăng xử lý nào. Bố láo rồi. Đậu phụ chúng mày. Đánh lên. Được rồi, xử lý đi em. Rồi ok 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 rồi. Mà có một Fishman Captain này. Đậu phụ nó. Đừng nghi mới, đi đâu. Cộng số nạn ăn. Ok rồi. Đi đâu nữa. Cộng khốn. Rồi. Fishman Captain đó. Fishman Captain này. Xong rồi đấy. Đi thẳng lên kia rồi. Ủa. Cái nào ấy. Fishman đi rồi. Hát chan. Hát chan. Hát chan. Chan chan. Đơn. Rồi đi hát chan rồi. Chưa đi à. Hát chan này. Hát chan này. Rồi hát chan. Hôm nay mình không có 46 diễn hao cục rồi. 12 rồi. Còn có 1 rồi. Chơi đá con lợn này hay hát chan này. Sao viên được kích này. Sao viên được kích. Đi đâu. Trong đây có gì. Trong đây có gì đâu.
cứu bọn Village. Cái này cũng bị à? Sao gì Nami đâu bị làm sao đâu? Đi rồi, đi rồi, đi rồi. Đi về. Đi 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 đi. Đi Yên. Đi thôi. Đây. Đây nào. À. Nó chưa mở được cổng chưa? What the hell? Nó vẫn chưa mở được cổng nhỉ? Chấm đỏ kia là gì đấy? Là sao? Làm gì gì đấy? Không biết làm gì đấy? Chị ông ơi! Chấm đỏ kia là sao? Đâu có gì đứng đây đâu, đứng làm gì? À, tôi chưa phá nào. Đây à? Đúng rồi mà. Ô những công viên Along kia không mở được. Open the road of to Along Town. Đâu mở được đâu. Nè đâu mở được đâu không? Không đổi. Đâu mở được. Ê, chạy đây mission success luôn. Rồi phá được rồi. Rồi Luffy vào đến nơi rồi. Nào trong này là Along. Bố mày. Along là tên ta. Ta là Luffy. Luffy. Hải tặc. Người hải tặc lại muốn ta ư? Mày ui đấm phát mẹ sắp bằng nờ luôn. Kinh với cứt. Thằng quái mẹ. Sao mày dám? Người là ai? Đừng có làm đồng đội ta khóc. À, đúng đó. À, lò. Mày nhơn, mày nhơn. Trời ơi, mày té mày. Mày quá. Ôi em ơi. Trời ơi. Nhơn, chơi tao á. A Long, đậu phụ mày. Mày nhơn. A Long này, đầu mày cứng không? Ok. Ôi, Zoro, Sanji. Đây đây. Ô, Sanji còn đi Diego Jumbo nữa. Mấy cái vụ kho báu à? Làm gì đây? Con người ngu ngốc. Ta là ngoài người cá đặc biệt. Ta không thể làm gì, nhưng mà ta có thể giúp đỡ. Ta không có kiếm trong tay. Không có. Vì tôi không thể làm hoa tiêu, tôi không thể nấu ăn hoặc nói dối. Tôi sẽ giúp tất cả những gì mà ta có thể giúp. Để đâu chó. Ta có thể đánh bại ngươi. Bố lão à, mùi gô mù đô. Hay quá. Ba anh em, ba bộ ba ác quỷ. Chơn. Rồi một trưởng hơn chết cụ rồi. Hello. Bố lão à. Con lợn này đấm vỡ mẹ đầu luôn. Trời ơi, hay quá. Thắng chưa? Thắng rồi. Ok. Cái mũi đó, ui mũi. Vặt mẹ mũi cái thằng này rồi. Nhơn, cố láo có chó. Mà có cụt mũi em ấy mê. Ui dồi ôi, vãi cứt, vãi chân. Chân vãi cứt. Ta sẽ bị siêu phá hủy và tất cả mọi thứ. Đừng làm như vậy, thằng con người ngu ngốc. Gò mù đô.
Viu chiến à? Viu chiến. Nhân Viu chiến. Rồi, A Long ăn hành rồi. Này thì làm đồng đội tao khóc này. Ăn hành đi con. Mày đi qua dép Lào chất vãi. Dép Lào bạn nâng niu bàn chân Đức Phi. Ok. Chúng ta đã xong rồi. Công viên Alo Park đã sụp đổ. Có sự phá hoại của thằng Luffy. Nami. Nami. Cậu là cộng sự của tớ. Alo Park đã thất thủ. Cuối cùng đã kết thúc. Bell Mail hình như là mẹ nuôi. Đã 8 năm rồi và mọi người đã cuối cùng đã được giải thoát tự do. Rồi, và chúng ta đã hoàn thành được chapter A Long Park. Và ok, video đến đây là kết thúc. Để ủng hộ mình làm tiếp cái series về One Piece Pirate Warrior thì các bạn đừng quên nhấn like và subscribe nhá. Và nếu mà hay thì hãy để lại một share và đừng quên ghé qua Game Action để xem những video mới nhất nữa. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Ok anh em, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các anh em vào cái channel thứ hai của tôi, gia đình thứ hai, đó là Game Action. Thì anh em nào vừa xem Bim cái series Bim Bim thì có thể nếu mà hơi bị nhàm chán một chút thì có thể ghé qua cái channel Game Action, ủng hộ tôi một subscribe và một like nữa, và có thể share nếu mà anh em thích. Game Action. Đây. Biểu tượng của chúng ta là con khỉ Winston ở trong Overwatch, nó đang ăn chuối. Thì đây, Game Action Channel, subscribe 3123, bấm vào. Thì đây sẽ là gia đình thứ hai của chúng ta. Đợi tôi không ơi. Đây. Đấy, mình đi rồi, mình đi rồi. Far Cry tập 1. Và đây là một video mình mới up lên. Đấy là nhà huấn luyện thú tài ba cùng chơi Pokemon đại chiến. Thì đây, đây là tất cả tất tần tật về channel Game Action.